Nga với em họ Kim Ngân, Thúy Nga tiếp tục gặp biến lớn. Thúy Nga mới đây bị diễn viên hài Khoa Nguyễn tố ăn chặn 1.000 đô trong chuyến đi diễn cùng nhau. Không thể ngồi im chịu tai tiếng, nữ danh hài đã tung loạt bằng chứng không thể chối cãi, khiến Khoa Nguyễn chỉ biết câm nín. Thúy Nga đã đưa đoạn clip ghi âm cùng một chị thân thiết để khán giả biết rõ hơn về câu chuyện. Cụ thể, Thúy Nga chia sẻ bản thân cảm thấy bất ngờ khi đàn em có hành động như vậy. Chính nam diễn viên từng nhờ vả cô giúp đỡ khi chân ướt chân ráo mới sang Mỹ diễn. Chị ơi, em là Khoa Nguyễn. Em đang học diễn viên ngang chừng ở Việt Nam. Em muốn chị giúp đỡ em để em được diễn ở Mỹ. Cô cũng tiết lộ, Khoa Nguyễn cũng phô trương mình sắp được học đạo diễn ở Hollywood, khiến chính Thúy Nga cũng cảm thấy đàn em hơi tự tin. Chưa hết, Thúy Nga còn tố Khoa Nguyễn xảo trá khi hẹn cô cùng Việt Hùng đi ăn nhưng lại không trả tiền. Vì sao cô mới biết đàn em không có tiền nên mới đụng đẩy việc trả tiền cho nữ nghệ sĩ. Nữ danh hài cũng cho biết, nam đồng nghiệp dù mới vào nghề nhưng rất ảo tưởng về bản thân. Có hôm Thúy Nga và Lê Ôn Vũ đi về, cậu ấy nằm trong nhà gọi điện thoại nói với bạn rằng, anh là diễn viên độc quyền của trung tâm Thúy Nga. Anh diễn rồi sau này anh dẫn mày vào. Lúc này Nga với Lê Ôn Vũ nghe cũng hết hồn. Về vụ 1.000 USD, Thúy Nga bức xúc cho biết, đây là thông tin không chính xác. Không có chuyện diễn viên mới ra nghề mà đòi cắt xê lên đến 1.000 đô. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Khoa Nguyễn nói xấu cô sau lưng. Cậu ấy quá vô ơn, mất dạy, giúp đỡ cho từng vai diễn rồi quay qua cắn lại Nga. Gặp ai cũng nói xấu Thúy Nga, tới khi Nga biết, hỏi thì cậu ấy lại chối, Thúy Nga nói. Chưa dừng lại ở đó, Thúy Nga còn tố Khoa Nguyễn ăn cắp tiền của đồng nghiệp trong hậu trường. Cụ thể cô cho biết, vào đêm diễn sân khấu Thúy Nga, nam danh hài đã đến để gặp gỡ Hoài Linh. Nhưng lúc đó mọi người đang diễn trên sân khấu. Sau khi diễn xong thì Văn Sơn bị mất 1.500 đô. Chết camera phát hiện ra chính Khoa Nguyễn là người lấy cắp, nhưng cũng chẳng ai dám nói. Hiện khán giả vô cùng lo lắng khi Thúy Nga bị một băng nhóm liên tục nhục mạ đến gia đình của mình sau khi giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Nữ nghệ sĩ cho biết cố gắng thuê luật sư giải quyết để mọi chuyện ồn ào nhanh chóng khép lại.